kết giúp Càn Long trở thành vị vua sống lâu nhất lịch sử Trung Hoa. Vua Càn Long đời Thanh là hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của Càn Long kéo dài hơn 60 năm, bản thân ông hưởng thọ đến 89 tuổi. Lịch sử từng ghi nhận nhiều hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến chìm đắm trong nữ sắc, chỉ lo ăn chơi hưởng lạc nên thường bị lao lực quá sức và qua đời khi còn trẻ. Nhưng vua Càn Long vốn nổi tiếng phong lưu đa tình lại không nằm trong số đó. Bởi vì ông có một chế độ dưỡng sinh rất hợp lý, được tóm tắt bằng công thức 10 điều thường làm và 4 điều không làm. Danh sách 10 việc nên làm bao gồm: gõ răng, nuốt nước bọt, massage tai, xoa mũi, đảo mắt, massage mặt, chải tóc, co hậu môn, xoa chân và bụng. Và 4 không lần lượt là: không nói khi ăn, không nói khi nằm, không uống rượu say, không mê đắm tình dục. Ngoài ra ông còn chăm chỉ luyện khí công, massage và thực hiện các biện pháp ăn kiêng. Thậm chí có ghi chép nhà vua lúc nào cũng dậy từ 4 giờ sáng để luyện công. Có lẽ Càn Long là một số ít nhà vua thực hiện chế độ ăn healthy. Thực đơn hàng ngày của ông chủ yếu là rau củ quả tươi, ít ăn thịt cá và không ăn quá no. Dù phong lưu lãng tử với hơn 3.000 mỹ nhân trong hậu cung, nhưng Càn Long đã chứng minh cho câu nói chỉ cần hiểu biết về cách giữ gìn sức khỏe thì đa tình cũng không thành vấn đề.